Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lan lên, thể xuống, chẳng còn làm ăn được gì nữa, thể dạt về đâu. Kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ là kỳ họp chuẩn thuận nhân sự Hội nghị Trung ương 6 quyết định. Hồi giữa tháng 7, bà Đào Hồng Lan đã được đưa về Bộ Y tế nắm quyền Bộ trưởng sau hơn một tháng Bộ Y tế chống chiếc ghế Bộ trưởng. Tính kể từ khi cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tạm giam điều tra từ hồi đầu tháng 6. Bà Lan lúc đó đang giữ chức bí thư tỉnh ủy tại Bắc Ninh. Về trung ương, thử thách lên cao nhưng cũng rất lắm cạm bẫy. Rất nhiều bộ trưởng đã bị mất hết mọi sự nghiệp khi về trung ương, bởi ở trung ương đấu đá rất khốc liệt hơn ở các địa phương. Nhiều Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ. Ở Đà Nẵng, ông Thanh là vua, nhưng về trung ương, ông lại là bại tướng và nhận cái kết đắng, không thể đắng hơn, là một cái chết hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan sắp lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Đào Hồng Lan được ông Phạm Minh Chính mang từ Bắc Ninh về chính phủ và gạt ông Đỗ Xuân Tuyên, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ra rìa. Cũng có ý kiến cho rằng ông Đỗ Xuân Tuyên bị dính kỷ luật để ông Tuyên lên Bộ trưởng là một rủi ro lớn trong Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lẽ đó mà ông Chính mới kéo bà Đào Hồng Lan về nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho ông Đỗ Xuân Tuyên. Việc ông Phạm Minh Chính giật chức Bộ trưởng ra khỏi tay ông Tuyên là việc làm ông Thứ trưởng này không mấy hài lòng. Bà Đào Hồng Lan nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đến nay đã được 3 tháng và cũng đến lúc bà chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế. Mặc dù bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn của ngành y, nhưng bà không dính phốt vụ Việt Á nên ông Phạm Minh Chính có vẻ yên tâm hơn. Sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 3 ngày, thì ngày 12 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và chuẩn bị xong chương trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 15 tháng 11. Như vậy, Quốc hội này đã họp 26 ngày. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể sắp xuống khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong kỳ họp Quốc hội này, người ta chú ý đến ông Nguyễn Văn Thể. Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và sau đó là ông mất chức. Theo những gì Thời báo .d nắm được, thì giữa tháng 7, ông Thể sẽ phải làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên, vì thông tương đã được 3 tháng và chưa có tin tức mới nào nên không thể biết ông Thể thực tế sẽ về đâu. Bởi trong 3 tháng có rất nhiều sự kiện thay đổi, đằng sau là những lần ngã giá chính trị. Việc ông Nguyễn Văn Thể mất chức thì xem như sự nghiệp chính trị cũng kết thúc. Ông Thể giờ như người bất lực trên chính trường, thậm chí ông cũng không thể quyết định được số phận chính trị của bản thân mình. Tội của Nguyễn Văn Thể là không hề nhẹ, khi chính thời gian ông đã đẻ ra rất nhiều bốt bẩn và cũng chính ông đã bất chấp dư luận nhất để cho ra các bốt bẩn hoạt động, và thậm chí ông còn cho sống dậy các bốt bẩn như ở Cai Lậy sau nhiều năm tạm ngừng. Nhiều người cho rằng ông Nguyễn Văn Thể lẽ ra phải vào khám cùng Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường trong vụ án Út Chọc. Tuy nhiên, không hiểu sao ông Thể vẫn ngồi chiếc ghế Bộ trưởng và đại nạn bốt bẩn cứ được dung dưỡng mà không ai có thể chống lại được nó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần mạnh tay hơn. Ông Nguyễn Văn Thể chỉ mới trả giá về mặt đảng. Ông mất chức Bộ trưởng nhưng chức danh Ủy viên Trung ương Đảng vẫn còn đó. Một con người như Nguyễn Văn Thể cần phải bị xử lý hình sự thì mới được. Tuy nhiên hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng chưa nói gì về việc khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Thể. Mà chưa khai trừ ra khỏi đảng thì luật pháp chưa thể đụng vào ông cho được. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là sau khi gửi chiếc ghế, ông sẽ dạt về đâu? Theo khảo sát thăm dò của Thời báo.d thì nhiều người mong rằng ông Thể bị xử phạt về mặt pháp luật, tức là cần phải truy tố. Tuy nhiên với việc chần chừ tức đảng tịch của ông thì rõ ràng ông Tổng Bí Thư đang bỏ ngỏ khả năng không bị truy tố đối với ông Thể. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc phòng có biến lớn, phe tổng hô xung phong tấn công phe Thủ tướng Chính. Như tờ Thời báo.d đã thông tin, hiện tại ông Tổng Bí Thư đang nắm gần một nửa của Bộ Quốc phòng thông qua Tổng cục Chính trị. Tuy nhiên, ông Thủ tướng lại nắm vững hơn ở Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục 2. Những gói thầu mua sắm vũ khí hiện nay đang nằm trong tay ông Thủ tướng, mà vụ đình đám nhất là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân viên tình báo đội đốt doanh nhân.
Ông Trọng cả đời làm chính trị và đã leo đến vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì ắt ông hiểu rằng nắm được đường dây hái ra tiền là lợi thế chính trị rất lớn, bởi khi có tiền thì sẽ sai khiến được cả bộ máy quốc phòng. Với cánh tay đắc lực là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng đã nắm được trung tâm phát bổng lộc tại Bộ Quốc phòng. Với những hợp đồng mua vũ khí của Israel lên đến hàng tỷ đô la thì phần lại quả phân phát lại cho các quan chức ở Bộ Quốc phòng là rất lớn. Những hình ảnh ông Tổng đang tấn công ở nơi kinh tài của phe ông Thủ tướng tại quân đội. Trung tâm phân phối bổng lộc là một lợi thế nhưng cũng là một tử huyệt. Lợi thế là dùng tiền để thu phục, dùng tiền để sai khiến, dùng tiền để kéo vây cánh rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu những bản hợp đồng mờ ám này bị kiểm tra thì đấy lại thành tử huyệt. Và bới ra con mắt nhà nghề, ông Tổng Bí Thư biết nhắm vào đâu trong đường dây mua bán vũ khí mà tấn công. Vào ngày 12 tháng 10, chỉ sau ngày bế mạc hội nghị trung ương lần thứ 6, 2 ngày, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho tấn công vào nơi yếu huyệt của ông Phạm Minh Chính ở Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ này ông Trọng giao cho trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc. Cũng ngay trong ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Quân ủy trung ương để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phát hiện và chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để Quân ủy trung ương. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đang làm việc với ông Phan Văn Giang tại Bộ Quốc phòng. Trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc thì cũng đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy trung ương quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, quản lý sử dụng đất quốc phòng, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, mua sắm tài sản, đặc biệt trong quân đội. Đoàn kiểm tra do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhân sự trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Cũng không biết ông Phan Đình Trạc sẽ kiểm tra gì ở đây, đó là câu hỏi được đặt ra. Hiện nay, ông Tô Lâm thì cho truy nã và lục tìm nơi ẩn náu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để dường như có thể bắt cóc về quy án. Tại Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa ông Phan Đình Trạc vào lục tung các hợp đồng mua bán vũ khí. Xem ra, sau hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đấu đá không đưa đến kết quả như ý, mà giờ đây ông lại quyết liệt hơn, đánh mạnh vào các chân trụ lớn trong tứ trụ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người mang về nhiều hợp đồng mua bán vũ khí cho Bộ Quốc phòng, giờ đang trốn truy nã. Bộ Quốc phòng là nơi ông Thủ tướng mọc rễ khá vững chắc. Nếu không đánh từ đây, e rằng ông Trọng sẽ để cho ông Thủ tướng vượt lên trước và Vương Đình Huệ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng loại được Nguyễn Tấn Dũng đầy quyền lực. Và liệu rằng ông có hạ được Thủ tướng hay không thì cũng còn phải chờ kết quả sẽ biết. Cũng có người nhận xét rằng ông Tổng đánh vào các hợp đồng đấu thầu trong quân đội là ông rất tinh ý. Ông biết lựa điểm nào yếu nhất của đối thủ mà tấn công.